Chào các anh chị và các bạn có mặt trong buổi webinar ngày hôm nay. Mình là Nguyễn Trần Minh, mình từng sống làm việc ở Mỹ hơn 12 năm và trước đó mình học về ngành kỹ sư xây dựng anh chị. Nhưng mà sau khi mà mình biết được cơ hội Nuskin thì mình đã về Việt Nam sinh sống. Và hiện tại các anh chị trong với Nuskin nó cho mình rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là một cái thu nhập tốt hơn và những sản phẩm thực sự là khỏe khoắn hơn cho gia đình và người thân. Và đặc biệt là chúng mình có những cái cơ hội có thể là hướng dẫn và giúp đỡ những người xung quanh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về sản phẩm nước gất G3. Và không ai khác hơn có thể trình bày rõ ràng hơn á, là một cô đang sống tại Mỹ. Và trước đó cô đừng làm việc trong bệnh viện Stanford. Bệnh viện Stanford là bệnh viện rất lớn anh chị, đứng thứ 5 nước Mỹ và đứng thứ 15 trên thế giới. Và cô làm bên ngành chuyên khoa về dinh dưỡng học. Cho nên các anh chị có thể cảm nhận được là cách mà cô diễn đạt, truyền đạt về vấn đề dinh dưỡng và vấn đề khoa học của anh chị rất là rõ và cũng rất là đơn giản, cái dễ hiểu. Ngoài những kiến thức mà rất là sâu mà cô có được á, thì mình còn cảm nhận cô đây là một người rất là dễ mến, dễ gần và cực kỳ khiêm tốn anh chị. Và cô luôn giúp đỡ mọi người, bất cứ khi nào mà cô có thể giúp, một người sẵn sàng cho đi và cống hiến rất nhiều cho đội nhóm và cũng cho mọi người xung quanh, cộng đồng và xã hội. Và đây mình xin mời cô Aloha. Xin chào tất cả các anh chị em. Và mình cũng rất hân hạnh để mà Minh Nguyễn ở Việt Nam nhắn về nói là mình nên làm cái bài nước gất này. Thứ nhất là mình cập nhật lại những cái thông tin mới về nước gất ha. Thứ hai là biết được cái lợi ích của cái nước gất thì mình có thể giới thiệu đến cho tất cả bạn bè, nhất là cái kỳ Expo sắp tới. Mình rất là thích cái mình cái nước gất này, nó đã cứu rất là trong cái quá trình làm việc cũng gần 5-6 năm với công ty Nuskin. Thì nước gất này là cái mà mình thấy mình thương nhất, mà nó gần gũi với cái đời thường và nó có cái giá trị dinh dưỡng khủng khiếp lắm. Cả gia đình mình thì người nào cũng uống nước gất, và nhất là mấy anh chị thấy cái video clip của bà Hà Diễm, tức là mẹ mình nhờ nước gất mà tới bây giờ là sau cũng gần 5 năm mấy rồi mà không có bị mụn cườm mắt. Đó là một cái đặc biệt. Cái thứ hai là những cái người mà bị hiểm dịch, cứ bệnh lên bệnh xuống đó, yếu, cho nên khi mình cho uống nước gất và họ đã khỏe trở lại và đi làm được trở lại. Thì đó là cái mình muốn nói tới cái nước gất, mà đặc biệt là có ký hiệu là G3 của công ty Pharmanex. Okay. Khi mà nói với nước gất thì ngoài cái chai hoặc là cái lọ, cái hộp đó, thì người ta thấy ngay cái màu thì cũng lấy từ cái gam màu của mình, màu đất, vì cái mâm gạo màu gam màu của lycopene. Và mình cũng thấy được rằng là cái còn viết là super fruit blend, tức là cái tổng hợp, super là quá tuyệt vời ha, tổng hợp của nhiều cái loại ở trong đó. Và bây giờ thì mình sẽ lần lượt mình nói về cái hay của nước gất ha, và những cái giá trị của nó. Thì khi mà công ty Pharmanex là một trong những công ty hàng đầu, một trong những công ty gọi là lớn nhất về cái vấn đề tra cứu và nghiên cứu những cái gì có liên quan tới cái những cái thành phần mà thiên nhiên, trái cây quả chẳng hạn. Và mình thấy rằng là cái nước gất nó đã mất 3 năm để mà tìm kiếm. Thực sự ra đầu tiên hết là cũng gần 5 năm trải nghiệm cũng như là nghiên cứu của cô Vương Thúy Lệ. Là một cái người Việt Nam ở San Diego, một cái khoa học gia, cô ta kiếm ra là trong nước gất á, nó có một cái thành phần mà có thể làm cho người ta sáng mắt. Cô ta chỉ làm như vậy thôi mà biết rằng là cái nước gất rất tốt. Bởi vậy ở bên Việt Nam á, người ta có vinagất hoặc là những cái gì có những cái gì có liên quan tới gất. Nhưng mà công ty Nuskin họ mới bắt đầu, thường thường đó, công ty Nuskin thường đi tìm kiếm những cái gì mà lạ mà mình có đủ tiền để mua bản quyền, và công ty Nuskin mua lại cái bản quyền của nước gất của cái cô Việt Nam đó, và bắt đầu để cho cái hoàn hảo hơn, tốt hơn, thì cô ta và công ty mình mới bắt đầu đi tìm những cái loại quý hiếm khác để mà mình tăng vào, để cộng vào trong cái nước gất này. Thì mình thấy rằng là cái chữ mà chị thấy chữ R và D đó, chữ là R&D đó, tức là Research and Development, là chỗ mà chuyên cô nghiên cứu cái một phần hành chuyên cô. Thì người ta tìm ra được rằng là nước gất này có một cái khả năng, trong trái gất có khả năng chống oxy hóa cao, nó mới tăng, thường thường những cái họ có là viết cái chữ scanner,
tức là cái máy biophoto scanner để tăng cái chất carotenoid ở trong cái cơ thể của mình. Thời nó cũng có nguồn dinh dưỡng cao. Những cái bằng chứng khoa học thì chút xíu này mình sẽ cho các chị kiểm chứng ha. Về cái vấn đề mà bên cạnh á, mấy chị thấy cái số 6S á, 6S này là bằng tuyệt đối gọi là an toàn và cái nguồn tận nơi tận gốc, chứ không phải là đi mua bậy ở ngoài, và cái cách mà chọn lọc đều là định chỉ tiêu là hàng an toàn là trên hết, và có những cái kinh nghiệm trong dân gian. Cái câu mà cuối cùng đó là mình nghe cái kinh nghiệm trong dân gian, ví dụ như mình nghe là hồi xưa mình coi phim chưởng ha, mình nhỏ mình đâu có biết gì đâu, mình coi là đông trùng hạ thảo, mình nghe cái chữ nó mình lạ lắm, rồi có người phải trèo lên rồi đánh nhau rồi 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 đi tìm thì công ty Nuskin lại cho khoa học gia đến đó để nghiên cứu là tại sao mà người ta phải chết và trèo lên núi xa để đi tìm nấm linh chi, hoặc là đi tìm có nó thật sự đông trùng hạ thảo hoặc cây thảo dược gì đó, để mà mình có thể là đánh giá giá trị nó một cách khoa học hơn đó, là phải tận dụng một cách khoa học chứ không phải là nghe nói rồi bắt chước ha. Giống như là lâu gần đây là mình thấy có những cái mà người ta nói cái gì là người ta đổ xô để đi mua tìm ăn, thì cái đó không phải. Mình phải biết là có kinh nghiệm trong dân gian và nó phải có khoa học và sàng lọc nào. Cái tiếp đó thì trong trung tâm để nghiên cứu của công ty Nuskin thì nó có 3 trung tâm khác nhau. Cái con số 3 này nó rất có duyên với chị. Hà cũng sinh tháng 3 cho nên chị Hà rất là thích cái con số 3. Vậy là ba cái trung tâm nghiên cứu khác nhau, Provo, Purdue và một cái ở bên Bắc Kinh. Một cái nghiên cứu rất là lớn, có nhiều người ở Mỹ với lại bây giờ Việt Nam hay là ghét nó, ai lại đi đặt ở trung tâm ở bên tàu, nhưng mà thật sự anh chị, vì cái công nghệ 6S và cái tận tâm cũng như là uy tín của công ty, cho nên khi mình đặt ngay ở tại đó, thứ nhất là giảm thiểu được cái vấn đề kinh tế, thứ hai những cái khoa học gia mà thật sự làm với Nuskin là những cái khoa học gia mà Nuskin chọn lựa và những cái thật kỹ càng để mà đưa vào để đứng trụ cái trung tâm nghiên cứu ở bên bên Bắc Kinh. Rồi xong rồi cái chữ G3 đó thì mình sẽ biết rằng là 3 năm nghiên cứu và phát triển thì mình hồi nãy mình đã nói rồi. Và sau đó đó cái nước rất là gồm có cái chính nguyên liệu chính là nước rất, và gồm có ba cái củ quý, ba cái quả mà mình chỉ phải biết rằng là nó cũng là thuộc là dạng có một cái tầm cỡ trên thế giới. Ví dụ như là trái đất của mình đó, thì ở trong cái những cái dòng họ nó giống như là trái mít phải không, trái sầu riêng đó, dòng họ như vậy đó. Ở trong này thì người ta dịch là bitter cucumber, là một trái dưa dưa đắng, là một cái loại loại cây leo mà nó có màu đỏ. Thì cái leo màu đỏ này đó nó đưa ra cái màu sắc, nội màu sắc không là mình cũng thấy là beta carotene là rất là cao rồi. Sau đó đó thì mình sẽ thấy cái cây kỷ tử hay là trái cẩu kỷ đó. Mình thường thường là màu đỏ đỏ, mình thấy ăn trong ăn chè. Sau ăn chè mà sau một lượng mình hầm ở trong cái hầm thuốc bắc, hầm tiềm thuốc bắc đó, mình thấy là rất là quý mà rất là bổ, mà người ta cũng xác nhận được cái chất dinh dưỡng. Và hiện tại đó ở bên Mỹ đó người ta gọi là goji berry, tức là cậu kỳ goji đó, goji nó đọc tắt là goji, ok, đọc trại rồi đó. Và là cái sơn trà tử là một cái trái chili, và sau đó là trái dứa siberian, tức là ba rất là thành phần chính và ba cái thành phần phụ bằng ba cái loại quả quý khác nhau. Thì bây giờ mình đi từng cái thành phần một nha. Về nó trái gốc á, thì được mệnh danh là trái cây từ thiên đường. Tại sao mà người ta gọi là trái cây từ thiên đường? Thật sự nó có phải từ trên trời rớt xuống không anh chị? Không, nó cỡ tồn trong vùng Đông Nam.
Bởi vậy nên mình nghe là trái cây, trái gốc là của Nu Skin sử dụng là lấy từ một vùng bằng Đông Nam Á và trong đó có Việt Nam và Mã Lai ha, đã lấy từ những cái nguồn ở đó và cái vựa đó là hình như ở đâu ngoài Bắc á, và cái người mà chủ vựa hình như ân của Đinh có gặp một lần rồi thì mình biết là cái gốc của cái đi tới tận nơi và cái nguồn nó từ đâu. Về cái vấn đề mà trị liệu thì mình biết rằng là thương và ngoại thương thì mình biết là nó sẽ chữa lành cái vết thương phía bên trong, phía bên ngoài, và đồng thời nó giúp ở bên trong là giúp cho trẻ em được tăng trưởng và cái thị lực của nó được tốt. Tại vì khi mà cô Vương Thúy Lệ mà nghiên cứu đó thì cô ta về bên đó ở thì thấy một cái vùng đó đó, một cái vùng đất mà cô ta không có nêu tên, cũng đâu phải ngoài Bắc đó, thì là cứ tới 18 20 tuổi thì bị mù. Bị một cái bệnh kèm nhèm con mắt, người ta kêu là mắt toét đó. Xong xuôi rồi cái tới cái lúc mà sử dụng cái trái gấc, cô cho sử dụng trái gấc đó thì cái người ta sẽ không có bị nổ trong con người, không có bị mù mắt nữa, và từ đó đó người ta nghiên cứu nước gấc có cái đầu tiên hết, cái đầu tiên của nước gấc là giúp cho thị lực và giúp cho cái võng mạc hả, cái võng mạc cái là gọi là cái điểm vàng ở trong trong con người của mình đó, nó được mạnh hơn để cho nó không có bị đứt ra. Cũng giống như những người lớn tuổi đó thì cái giác mạc phía đằng sau nó bung ra, hoặc người tiểu đường đó, thì nó bung ra là mình sẽ bị mù, thì những cái người ở trong cái vùng đó nó bị như vậy đó các anh chị, nó bị bung ra và họ bị mù. Thì khi sử dụng này thì họ giúp cho cái trẻ em nó được có một cái thị lực rất là tốt. Bởi vậy người ta mới thấy cứu được, người ta được gặp mắt, phải không chị? Thì mình gọi là trái cây đến từ thiên đường. Về cái vấn đề cái thứ hai nữa là cái hàm lượng chống oxy hóa, thì các anh chị em mình cũng biết là cái lượng oxy hóa là rất là quan trọng trong cơ thể của con người, làm cho cái tế bào mình tươi tươi được tươi trẻ và mát hơn. Thì nó đến từ ở trong cái chất lycopene, beta carotene và vitamin E. Vì những cái vitamin này đó nó là những cái chất béo đặc biệt, nó nằm ở trong cái cơm của cái gấc, nằm trong cái cơm của gấc. Thì khi mà mình sử dụng cái lấy cái gấc ra mình ăn đó, giống như cái loại sầu riêng vậy đó bên chị, nó có cái hột ha, ở trong đó nó một cái màng nữa, thì mình lấy ra mình thấy là rõ ràng là nó có một cái kết hợp để nó chống cái oxy hóa rất là quan trọng trong cơ thể của mình, và nó giúp cho chân dinh dưỡng của mình nó được nó hấp thụ được tối đa. Tại vì bây giờ mình nói về cái hấp thụ tối đa này, mình nhắc tới cái biophotoscanner một chút xíu, là cái biophotoscanner của mình là đi truy tầm cái màu beta ở một cái màu cái chất carotenoid, cái là màu đỏ đó, cái sắc đỏ ánh vàng ở trong cái da của mình, ở trong máu mình, ở dưới da của mình. Bởi vậy cái mình thấy là nhờ cái ánh sáng vàng, những cái carotenoid đó nó giúp cho mình thẩm thấu được những cái chất dinh dưỡng mà mình ăn vào. Bởi vậy nó rất là quan trọng trong cái thành phần mà mình muốn nói đến đây với các anh chị ha. Về cái nước gấc không đó thì mình thấy rằng những cái chất dinh dưỡng nổi bật của nó là gì? Lipocarotene, mình không có muốn nói về nhiều ha, cái những cái tên hóa học quá, thì mình chỉ biết là vitamin E tự nhiên có những cái sắc tố kẽm, chất xơ và beta carotene tức là vitamin A nó rất là cao. Lợi ích cho sức khỏe, lợi ích cho sức khỏe đó thì mình biết rằng đó là gia tăng cái năng lượng. Bởi vậy khi mà những cái buổi sáng đó mình chỉ uống nước gấc mình thấy cái người mình khỏe ha. Hồi nãy thì Hà thấy Hà có nói về gia tăng cái thị lực của mình, ngăn ngừa ung thư. Mình nói cái câu này thì có nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao mình dám nói là ngăn ngừa ung thư, thì bây giờ Hà cũng muốn nói cho các anh chị một cái điều mà rất là vui, mà công hiện tại là tại Đại học Stanford vào tháng 5 vừa rồi nó có ra một cái bài viết là, và chính người em họ em dâu của Hà cũng là được bác sĩ giải thích rằng là từ đây về sau là trị liệu về ung thư tùy theo cấp độ ha,
tùy theo cái giai cấp độ và tùy theo cái loại ung thư, thì người ta không cần phải hóa trị hoặc xạ trị nữa, mà người ta có một cái cách ung thư mới là cho họ ăn hoặc chích vào trong người của họ những cái chất để chống oxy hóa thật là nhiều, thật là mạnh, thì nó sẽ làm cho những con tế bào ung thư nó sẽ từ từ nó biến đi. À, nghe nói câu đó xong cái Hà rùng mình, Hà ớn lạnh xương sống, là tại vì cả gần 4 năm, 5 năm làm với Nuskin, và Hà rất là thích cái scanner, là tại vì cho mình có thể là scan, tức là đo được cái chỉ số oxy hóa trong người. Mà bây giờ người ta nói là nếu chỉ hóa mình tăng cái oxy hóa trong cơ thể thì mình sẽ làm cho tế bào ung thư chết. Vậy thì khi mà mình nói như vậy đi thì mình sẽ đúng cái công việc mình đang làm, và mình Hà Hà đang đi về, mới vừa đi Việt Nam về, Hà nghe thì Hà đang về bệnh viện để mà xem thử cái bài viết nó như thế nào, sẽ phổ biến rộng rãi cho mấy chị. Thì vẽ tất nhiên rồi, thì cái với nước cốt này với và nhất là cái G3 của mình nó mấy chị, nó tăng cái hệ miễn dịch rất là cao, nó làm cho mình tăng cái giá trị cái oxy cái chống oxy hóa của mình rất là cao, nó gọi là antioxidant rất là cao mấy chị. Bởi vậy mình dám viết cái chữ là ngăn ngừa ung thư ở đây. Về giúp tuyến tiền liệt khỏe mạnh thì mình thấy kết quả là cái beta carotene và cái vitamin A này, những cái chất xơ này nó giúp cho những người có tuyến tiền liệt, giúp cho họ vĩ đại cũng được, và cái những người có chất người ta bị ung thư đó, người ta gọi là PSA, cái chỉ số PSA của họ được giảm thiểu rất là nhiều. Và cái này sau mấy năm kinh nghiệm thì Hà thấy những cái người khách hàng sử dụng cái này họ có kết quả rất là tốt, thành ra khi mà Hà đã có kiểm chứng rồi thì Hà nói rất là mạnh miệng. Bởi vậy mấy chị, mình phải trải nghiệm rồi mình mới nói, về từ bằng cái tâm của mình, từ cái mà mình hiểu biết là một phần, nhưng mà mình không trải nghiệm mình cũng không nói mạnh được. Bởi vậy cho nên mình cần phải có trải nghiệm ha. Sự rối loạn giữa gan và lá lách thì trong này mình cũng biết rằng là nó giúp gia tăng cái sự tuần hoàn máu của mình. Khi mà sự tuần hoàn máu mình mà tốt thì cái gan của mình sẽ tốt, tại vì cái lá lách là gì, cái spleen tức là cái tuyến tụy của mình đã làm ra máu. Nếu gan và tuần hoàn tốt, không có bị rối loạn ha, thì mình sẽ làm cho gan của mình và lá lách của mình được tốt ha, làm lành vết thương. Lẽ tất nhiên khi mà máu tuần hoàn tốt thì những cái vết thương của mình nó rất là lành, rất là mau, và tăng nâng cao hệ thống hệ miễn dịch và tính làm mát, tức là nó là làm cho người mình nó được dễ dàng dễ chịu hơn. Thì hồi nãy cái ngăn ngừa ung thư Hà đã giải thích về cái hệ thống miễn dịch ở trong cơ thể của mình rồi, đúng không? Miễn dịch mà cao thì sao, vết thương sẽ mau lành ha. Thành ra nhiều người á, uống nước gốc á, cứ sợ là vì tôi bị tiểu đường tôi không dám uống, nhưng mà thật sự ra mấy chị nghĩ lại đi, người bị tiểu đường thì sao, thì lực càng ngày càng kém và có thể bị hư điểm vàng ha. Thứ hai, hệ miễn dịch của họ tốt xấu, cho nên khi tuần hoàn của họ xấu, hệ miễn dịch họ xấu thì gan của họ sẽ hư và họ sẽ bị hoại tử, thấy chưa? Mà mình nói thì ít ai tin hoặc là họ không có dám thử. Bây giờ cái hàm lượng lycopene ở trong cái nước gốc thì như thế nào? Next. Thì mình thấy rằng là khi mà mình đọc những cái phần phân tích hồi nãy đó, thì mình thấy rằng một cái bài báo mới đây là nói là những người nào mà có cái ăn cà chua nhiều thì sẽ là phòng chống được ung thư. Nhưng mà bây giờ mình hỏi ăn làm sao cho đủ, mà bao nhiêu mới đủ, bao nhiêu cái kilo cà chua thì mới được tăng cái hàm lượng oxy hóa ở trong đó lên, rồi bao nhiêu phần trăm mà ăn ngày này qua ngày khác thì mình liệu mình có bị đau bao tử không, là tại vì cà chua là có acetin đúng không? Để chút xíu mình nói về cái acetin này một chút xíu. Người ta nói ăn ổi cũng sáng mắt và ăn ổi cũng tăng cái antioxidant rất là tốt, nhưng mà làm sao mà mình ăn cho đủ. Bởi vậy cái hàm lượng của nước gấc thì ở gấc của mình thì hơn 70 lần cái cà chua, tính lại ra là nó hơn tất cả những cái loại mà phòng chống
có cái hàm lượng lycopene ở phía bên ngoài. Ok. Next. Để nói về cái hàm lượng beta carotene, hồi nãy là lycopene ha, là beta carotene thì mình thấy là ăn cà rốt thì mắt sáng nè, đúng không? Ăn cà rốt nè, ăn khoai lang đỏ nè, thì những cái beta carotene, cái gì mà nó có màu đỏ nhiều thì nó tốt cho con mắt. Cải bưởi xôi, tức là cải spinach đó mấy anh chị ha, thì mình thấy rằng cái nước gốc của mình là hơn 10 lần cà rốt. Mình phải ăn chừng khoảng 5 kg cà rốt, nó chưa bằng mình uống một 30 ml hoặc 60 ml ha. Thành ra mình thấy mình ăn làm sao mà nổi, thành ra mình phải xay và mình cất, mình uống cho nó dễ. Tại sao mà biết cái lipocarotene là gì, tại sao mình giữa beta carotene và lipocarotene nó khác nhau, là tại vì cái vấn đề mà hấp thụ đó, thì cái lipo nó nhẹ nhàng, nó dễ cho mình hấp thụ hơn, thì mình sẽ nói về nó phân tán một cách nhanh vào trong cơ thể của mình. Ok, bây giờ đó thì cái hàm lượng ở trong cái lipocarotene ở trong nước cốt thì khả năng cái như là cái mà mình gọi là sự hấp thụ trong cơ thể của mình nó cao hơn, vừa hơn là những cái loại là carotene ở phía bên ngoài. Bởi vậy cho nên nó dễ tăng cái antioxidant score, nó dễ tăng cái lượng mà oxy hóa ha, ở trong cái chống oxy, phòng chống oxy hóa trong người của mình. Đó là mình sẽ càng ngày mình tăng lên. Bởi vậy khi mà mấy chị mà scan của một người khách hàng đó mà nó bị thấp quá đó, thì mình chỉ đề nghị đầu tiên hết, việc đề nghị đầu tiên hết là nên bảo vệ tế bào của mình bằng cách là một cặp nước gốc. Uống một cặp nước gốc không đủ, phải là Hà thấy là mẹ Hà uống á, là 3 chai một tuần, mấy chị 3 chai một tháng chứ, 3 chai một tháng thì mới vừa đủ cái hàm lượng mà chống oxy hóa ở trong cơ thể của mình để mình tăng nó lên ha, tăng nó lên rất là nhiều. Ok, next slide là cái trái mà mình trong đó anh chị nhớ là ba trái ha. Bây giờ mình nói về trái cẩu ký sử. Cẩu ký sử thì nó hình dạng như là trái ớt vậy đó, ở nhà Hà có trồng cái cây này, nó như là ớt trái mà ăn không được, nó nhỏ, thì mình cái mùi thơm ngọt ngọt ha, chứ không phải là ớt cay, và trong nó cái hạt của nó cũng như là hạt ớt vậy đó, có nhiều hạt ở phía trong, thành ra khi mình nhai á thì nó kêu sực 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 ha. Thì kinh nghiệm của hơn 2.000 năm ở của Trung Quốc và Tây Tạng thì những cái người này đầu tiên hết á, là nó làm cho mình kéo dài từ tuổi thọ của mình, tinh thần được minh mẫn, nâng cao thị lực của mình ha, cũng làm cho mình mắt sáng. Tại vì sao, những cái gì mà có màu đỏ đó mấy chị, nó làm giúp cho con mắt nha. Thành ra hồi nhỏ Hà cứ bị mắt của Hà bị xấu đó, hồi nhỏ là Hà có một con mắt ha, thành ra mẹ cứ Hà cứ sợ bị có chuyện gì xảy ra thì chắc là mù luôn, cho nên chi là cứ làm cà chua, sáng ngủ dậy là ăn cà chua dầm, trưa giờ mà nào mà rảnh là cứ xay cà chua cà rốt lên cho Hà uống, để cho con mắt nó sáng ha. Rồi và ngoài ra đó thì cẩu ký sử này của mình cũng có sẽ làm tăng cái bảo vệ DNA và làm trẻ hóa các tế bào của mình, cái kháng oxy hóa tức là antioxidant của mình rất là cao, tăng hệ miễn dịch và tăng thị lực, là tại vì cái chất zeaxanthin của mình cái làm đục tinh thể này đó, đục tinh thể và cải thiện thị lực, điều trị mắt mờ ha. Mình đọc cái này thì mình thấy rằng là khi mà mình kéo màng cái cường mắt đó mấy anh chị, thì bắt đầu cái thị lực của mình bắt đầu thấp đi, nhưng mà nhờ cái uống nước gốc, cái đục tinh thể của ma của Hà nó tự nhiên nó có vẫn dày nhưng mà nó trong ra, chứ nó không mà không giống như là có vảy cá nữa mấy anh chị. Thành ra là mình con mắt thấy rõ, giống như là bà có thêm cái kính lúp vậy đó. Ok, alright, rồi bây giờ mình phân tích của cái trái cẩu ký sử này ha, là nó có chất hàm lượng beta carotene cao, vitamin C, vitamin B, amino acid, những cái khoáng chất và chất béo cần thiết, và đặc biệt nó có flavonoids. Là những cái gì mà có flavonoids là mấy anh chị biết không, là phòng chống ung thư đó, rất là tốt. Thì về lợi ích cho sức khỏe của trái cẩu ký sử này á, thì mình tìm gia tăng năng lượng ngăn ngừa ung thư, đó là nhờ cái flavonoid. Ok, nâng cao hệ thống miễn dịch, đúng rồi, là tại vì sao, nó có vitamin C nhiều, đúng không,
Vitamin C cũng giống như mấy chị lấy cái trái táo cắt ra xong mình lấy cái chanh á mình bôi lên, thì hoặc là mình xắt cái bắp chuối mình cho vô tí chanh thì nó trắng lên, nó sẽ không có bị oxy hóa, thì là mình nâng cao cái hệ miễn dịch, thì cũng nhờ từ đó giảm đi khi mà mình thấy là gia tăng năng lượng, giảm thiểu cái vấn đề mất giấc ngủ và sức khỏe của mình tốt. Ok, thì về vấn đề mà nhức đầu chóng mặt, nếu mà mình như sao, nếu mình ngủ đủ thì mình sẽ không có bị đau đầu, không có bị chóng mặt, đúng không? Nói là nó có cái sự liên kết với nhau, và nó cần mình phải là không phải là trị liệu khi nhá, chị nhức đầu mà chị uống vô thì không phải. Cái này là giống như nước trái cây, thay vì mấy chị bỏ ra một ngày 3 đồng chẳng hạn, 3 đồng mấy chị ở Việt Nam đó, ở bên Mỹ thì 5 đồng rồi. 5 đồng để mà ra uống một cái chai, một cái ly người ta gọi là sinh tố hay là trà trà sữa rồi chị đó. Thì cái chai là cái ly trà sữa đó là độc tố mấy chị. Mấy chị để dành tiền, mấy chị uống một shot của nước gấc, hoặc là mấy chị nếu mà tiết kiệm thì mấy chị cho thêm đá, cho thêm đường vô uống, thì cho thêm đá, cho thêm tí nước lạnh vô thì mấy chị uống cũng mát. Nó cũng một loại giải khát chứ không cần phải uống. Có nhiều người nói cái này là thuốc, đâu phải thuốc đâu mấy chị, nó là sinh tố. Ok, là bây giờ mình hồi nãy mình có nói cái chất zeaxanthin là phòng chống ung thư đúng không? Ở trong cái cậu tự thì mình có là nó cái hàm lượng đó, cái zeaxanthin này nó rất là nhiều, nhiều hơn là cái trái bắp. Mình thấy là trong cái extract juice của mình có bắp màu màu tím, nó có cái hàm lượng để mà phòng chống ung thư antioxidant rất cao. Thì ở Việt Nam mình thì người ta cũng nói là ăn bắp thì cũng phòng chống ung thư, tại vì nó nhưng mà cái zeaxanthin ở trong cái trái cậu kỳ tử này tới 40 lần hơn cái bắp ha. Mình cũng biết rồi, ăn không được thì sao, uống cho nó khỏe. Mình thấy rõ ràng là cái chất lutein đó, mình nói cái câu cậu kỳ tử nó còn có một cái quan trọng nữa, đó là hồi nãy mình có nói là nhức đầu chóng mặt ù tai đó, mấy chị thấy không, là tại vì sao, nó làm cho cái nồng độ ở trong đường, ở trong đường máu của kháng thể insulin của mình cũng tăng lên, là rất thuận tốt cho huyết áp và bảo vệ gan. Mình nói hồi nãy là cái chóng mặt ù tai này là tại vì cái huyết áp của mình có vấn đề, phải không, thì nó tốt huyết áp, thì cái này nó sẽ bổ sung cho cái lời chia sẻ ở phía trên. Về cái hồi nãy đó Hà nói là cái điểm vàng lutein đó, và zeaxanthin, carotenoid, cái những cái này là nó làm cho chất chống oxy hóa của mình nó hấp thụ ánh sáng. Bởi vậy nó dựa trên cái căn bản này nè, mình chỉ đọc cái này là mình chỉ nhớ lại tưởng tượng ra là ánh sáng, cái ánh sáng xanh của phổ quang phổ đó, nhớ không, để cho nó hấp thu ở trong người của mình. Thành phần hấp thu ánh sáng xanh thì ánh sáng xanh là cái quang phổ chiếu vào tay của mình, nó đi tìm các nơi của mình và nó tìm cái lutein và zeaxanthin. Cái lutein đó là cái điểm vàng, nó nằm sau cái đáy mắt. Nhờ vậy cái phổ quang, cái máy này là đầu tiên, cái dòng quang phổ đó là nó đi tìm cái điểm vàng ở đằng sau cái đáy mắt, là chất lutein mà ở trong nước rất có đó mình chị. Thì về cái cậu kỳ tử cũng có luôn. Nào, cái carotenoid này cũng màu, vì nhìn nó màu vàng và màu đỏ cho nên khi nó carotenoid nó rất là nhiều. Bởi vậy nó sẽ làm nếu mình uống thì cái màu của mình nó sẽ tăng lên ở trong máu của mình, thì nó sẽ tăng lên cái ánh sáng xanh của mình và làm cho mình có nhiều phản phản vô cái ánh sáng trắng, và từ đó mình sẽ phóng lại, mình sẽ tăng cái màu của cái score, tức là mình thấy cái màu sắc cầu vồng mình sẽ xem xanh lục hoặc là màu xanh đậm, xanh xanh lục lá đó, hoặc là màu xanh dương, là nhờ những cái loại hấp thụ ánh sáng xanh và chuyển hướng ở trong cái biophotoscanner scanner của mình. Ok, rồi next slide. Bây giờ tới cái món thứ hai, trái cây thứ hai, đó là trái dứa Siberian. Thì trái dứa của Siberian thì mình biết rằng nó là mà nó giống như là hình, thì mình nói trái dứa thì mình nói không đúng, nhưng mà nó là một cái loại cây rừng mà nó giúp cho mình có sức khỏe, nó nằm ở trong vùng Siberian và
mình biết rằng Tây Tạng, Mông Cổ là những cái sử dụng cái mấy ngàn năm, Việt Nam mình cũng hơn 4.000 năm, nhưng mà cái cách sử dụng trong dân gian của những cái vùng này phải là hơn 2.000 năm, và biết rằng là nó giúp cho mình có sức khỏe, nó có giúp cho mình có tốt về cái vitamin A, C và những cái hoạt chất và những cái nhóm B rất là cao, thì mình sẽ giúp cho mình trẻ hóa, giúp cho da và giúp cho mình thanh lọc máu. Mình có hơn 130 nghiên cứu về khoa học, thì những cái trái dứa này nó có những cái sức khỏe về tim mạch và nó có lợi cho thị lực luôn, và nó tăng cái hệ miễn dịch. Thấy không? Mình thấy trong cái nước gốc cái nào cũng tăng hệ miễn dịch, tăng hệ miễn dịch, thành ra nước gốc nó rất là quan trọng, cái G3 của mình nó rất là quan trọng. Dứa Serbian là một cái loại mà mình phải nói là nó quan trọng nhất, tại vì cái hàm lượng beta carotene cũng cao, vitamin C, flavonoid, fatty acid, mấy chị để chứ chữ fatty acid tức là cái acid béo đó, cái chất acid mà làm béo, thì trong này cũng có, mà trong trái gốc cũng có. Trong người của mình nó cũng cần có chất béo, nhưng mà chất béo đến từ cây cỏ thì nó tốt hơn là béo đến từ động vật. Bởi vậy thì mình bắt đầu chuyển qua mình ăn dầu ô liu, mình lấy béo từ avocado hay là mình béo từ ở trong cái trái gốc của mình. Cái sầu riêng cũng có cái béo riêng của nó, nhưng mà chưa có định định giá là định là cái giá trị dinh dưỡng nó như thế nào, nhưng mà cũng đang thèm ăn sầu riêng. Nói về cái bảo vệ gia tăng năng lượng, thì cái vitamin E mà nếu mà nó cao, A với E mà cao đó, thì mình sẽ thấy là bảo vệ da không bị tác hại của tia UV. Về cái flavonoid thì nó sẽ giúp cho mình bảo vệ không có bị ung thư, và đồng thời ổn định huyết áp của mình, vitamin C nhiều thì tim mạch và huyết áp. Thì nếu mà ổn định huyết áp, trước mạch mình tốt thì mình sẽ làm sao? Mình phải là ngăn ngừa đột quỵ, đúng không? Đó. Cái mà mình sợ nhất là cái đột quỵ, thà một cái nó chết không sao, nhưng mà khi mà bị đột quỵ rồi hoặc là tai biến xong rồi mình đứng dậy cái nó nửa người bị liệt hoặc nó liệt nguyên người, thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Rồi đằng này cái trong cái dứa này nó cũng có cái khả năng làm cho làm bộ làm cho cái thành động mạch của mình đó, nó được tốt ha, những cái mạch vành, những cái nó được bền dẻo hơn, chứ nó không có dễ mưng, không dễ bứt. Ok rồi, cái dứa Siberian đó, này cũng có được là những cái người du hành ở bên Nga sử dụng vào chế độ ăn uống kèm vào và trong kem dưỡng của họ để chống tác dụng phi phóng xạ. Hồi nãy mình thấy rõ ràng là cái có bảo vệ cái tia UV rồi, đúng không? Thì mình cũng ngoài ra cái chất béo mà ở trong cái này nó rất là quan trọng, hồi nãy có chữ fatty acid đó, tức là cái chất béo đó thì nó giúp cho cái dạ dày của mình nó hấp thụ được thức ăn ha, đó là acid palmitoleic. Cái loại này nó giúp cho mình có cái cấu trúc ở dưới da của mình ha, và đồng thời nó cũng làm tăng điều tiết những cái chất axit giúp cho cơ thể của mình. Trong cái khám nghiệm lâm sàng thì người ta cũng biết rằng là giúp cho mình hạ lượng cholesterol, giảm tỷ lệ thì những cái giả phát triển của khối u và là làm hư gan, tại vì hồi nãy mình cũng có nói chuyện về cái gan rồi, đúng không? Rồi. Next slide thì mình trái cái thứ ba đó là cái trái sơn trà tử. Sơn trà tử của mình á là nó là cũng một cái giỏi next slide, nó thuộc loại là có một loại dâu rừng đó anh chị, nó nằm ở cao trong cái vùng độ cao, nó có lợi ích cho tim mạch và chứa nhiều cái chất chống oxy hóa. Nó giúp cho mình cái LDL là làm cái quân bình, cái quân bình cái lượng cholesterol trong cơ thể của mình. Ngoài ra nó cũng giúp cho mình tăng sức khỏe trong cái làn da. Polyphenol là một cái chất mà đặc biệt cần thiết, đó là nó những cái chất axit tìm thấy ở trong cái dầu olive nguyên chất của mình. Tức là trong cái trái này mặc dù là một trái loại dâu rừng nhưng mà nó vẫn có cái chất axit béo, một cái loại béo đặc biệt ha. Mình chưa được ăn cái trái này lần nào,
Nhưng mà nếu mà có dịp thì chắc mình cũng phải đi kiếm ăn mới được. Tại vì chính nó có rất là nhiều cái tại vì thấy mấy chị thấy không, hình dung nó ngoài nó cũng có gai gai rồi màu cam thì nó cũng là giống như chị em của trái gấc vậy đó, thành ra mình không nói nhiều tại vì đó là một cái chị em của trái gấc. Thì mình biết rằng là vì những cái polyphenol nhiều nè, flavonoid nhiều nè, có những ruboic acid tốt nè, cho nên chi nó sẽ giúp mình ngăn ngừa ung thư, giảm cái lượng lipid ở trong huyết tương, tăng sức đề kháng, ngăn ngừa lão hóa, phòng chống xơ vữa động mạch và kéo dài tuổi thọ. Nói thật sự ra nếu mà có cái này để cho mình ăn á, mình không biết là mình ăn bao nhiêu mới đủ anh chị ha, nhưng mình mới nói là trái rồi, nhờ quả thiên nhiên thực là tuyệt vời. Mình nói là xin thuốc hay là thực phẩm là thuốc là đây đó mấy anh chị. Mình rất là mong muốn rằng là mình ăn không đủ thì mình phải uống, đó là cái nguyên tắc của ông thầy của Hà, sư phụ của Hà nói ha. Thì mình biết rằng là với ba cái thứ mà phối hợp vừa rồi thì mình thấy cái hàm lượng của cái mỗi cái nó có một cái giá trị riêng. Thì cái hàm lượng vitamin C ở trong sơn hà tử đó thì mình thường thường mình cần gì, vitamin C thì mình nghĩ ngay tới trái cam, tôi uống trái cam tôi khỏe liền, hoặc là mình ăn cái gì đó chanh quýt chẳng hạn. Nhưng mà mình bây giờ thì mình thấy cái trơn xà tử sơn trà tử này nó cao gấp 60 lần so với trái cam, là nó là vua của các loại vitamin C, vua tất của các loại của vitamin C, và nó có cái chất chống oxy hóa có hiệu quả lâu dài, phải không? Nước ép của trái xili thì họ phân tích ra đó thì gấp 60 lần của cái trái cam trái quýt. Wow, quá hay luôn ha. Rồi bây giờ những cái loại quả khác có ở trong G3 thì ngoài trừ ba cái mà chính nó ra đó thì 100% là không có nước lạnh, nó là bằng những cái chất nước sinh tố như nước táo, nước nho, nước đào tự nhiên. Theo mà cái hiệp hội của ung thư, nghiên cứu về ung thư đó, thì nếu mà nước mà trái nho đó, nước ép của nho, nhất là có vỏ của nho thì nó giàu cái chất gọi là resveratrol. Cái chất này có chống oxy hóa và phòng kháng được ung thư. Hồi đó đó mình chỉ cách đây 7 năm, 12 năm, 10 năm về trước đó, lúc mà người ta nghiên cứu ra và người ta nói là ăn nho có vỏ hoặc là uống nước, uống rượu nho, rượu vang và ít nồng độ rượu đó, thì hoặc là nước nho thì được bảo vệ không có bị ung thư, tại vì họ nghiên cứu ra là resveratrol này nó giúp cho mình phòng chống ung thư. Ui trời ơi, một 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 cái shot đó không phải là tới một cái shot, là một cái cc của nó mắc gấp mấy lần mà cái vật cái esoc juice, cái viên của nó cũng như viên esoc juice của mình vậy đó, mà bán hình như đâu là gần 7 đồng một viên, mà người ta nghĩa là dành nhau mà uống, nhưng mà bây giờ không thấy cái viên đó đi đâu hết trơn rồi, tại vì quá mắc để làm và người ta chỉ có là ép nó vào hoặc thêm nó vào. Và chính trong cái Lipac Nano của mình cũng có mình chị, trong Lipac Nano của mình cũng có bỏ cái chất resveratrol này vô, bỏ cái nước ép trái nho đợt này vào, nước ép của cây đào, lá trái đào thì làm sạch đường ruột và đường tiết niệu. Với thực sự ra về tiết niệu á, thì mình biết là cái sơn trà tử đó nó là tỳ vị, nó liên quan tới cái thận ha, liên quan tới những cái điều mà liên quan về đường bài tiết của mình. Về cái phần mà tế bào thì mình thấy rõ ràng là một cái phần hàm lượng chống oxy hóa rất cao, họ có thể hòa tan trong cả hai môi trường và chữa chất béo và chất nước, là mình thấy rõ ràng là không có một cái loại nước trái cây nào mà giống như vậy cả ha, chỉ có nước gốc của mình mà thôi. Next, mình ngoài ra đó mình cũng thấy rằng là những cái người nào, câu hỏi ai là người sử dụng G3, đầu tiên hết là trên 18 tuổi, tại vì công ty của Nu Skin là làm cho những cái gọi là thực phẩm bổ sung, thì trên 18 tuổi là mình có quyền tự mua tự uống, không cần phải hỏi ai cả. Đây là thức ăn tha hồ mình muốn làm, nhưng mà có một điều là sau khi khám phá đây là nước thôi, thiên nhiên từ trái cây, cho nên cũng có rất là nhiều trẻ em họ được uống với điều kiện là bố mẹ cho phép.
Hà cũng cho cháu ngoại và cháu nội của Hà uống, và những cái người con của trong gia đình của những người thân họ uống thì hình như là tăng hệ miễn dịch, thì họ không có bị eczema, nó không có bị sụt sùi, bị giống như hen suyễn và lúc nhỏ, và giúp nếu mà trường hợp ở Việt Nam đó thì nếu mình cho thì sau này người ta sẽ không có bị viêm xoang, tại vì thật sự ra là viêm viêm xoang chiếm gần 80 mấy% ở bên Việt Nam, tại vì môi trường ô nhiễm và hệ miễn dịch của họ quá thấp. Tăng khẩu phần ăn trái cây rau quả, thường xuyên tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm này, thấy không? Mình bị những cái người mà khói thuốc lá stress quá thì mình ăn uống kém dinh dưỡng, thì cái này nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Và cái cuối cùng là muốn tăng chỉ số scanner chống oxy hóa trong cơ thể. Ok, rồi tiếp theo đó thì Hà muốn nói về cái hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thì tùy theo, nó thật sự ra họ mình đây là juice, thành ra một cái loại thức trái cây mình có thể uống bao nhiêu cũng được hết. Hà nhớ có lần Hà về Hà khát nước thèm quá, mở tủ lạnh thấy nó Hà tuôn hơi gần nửa chai, tuôn chẳng có cái gì cả. Nhưng mà nếu mà mình ăn được uống được đều đặn thì rất là tốt ha. Nhất là ông xã của Hà thích uống mà ông nhâm nhi kia, buổi tối ông không phải là uống ực mà ông vừa ăn uống mà ông ngậm vào để mà ông cảm giác là cái mùi vị nó thấm vào trong cái lưỡi như thế nào, như như là ông đang thưởng thức rượu vang mà đắt tiền vậy đó mình chị. Thành ra đó là một cái hình thức mà mình cần phải hiểu được là cái công dụng của nó, chứ không phải là nói ở đây thuốc nhắm mắt cái mũi bịt miệng bịt mũi cái uống ực, mấy chị là nghĩa là mất đi cái một phần nào của cái sự thưởng thụ của nó. Lát đều trước khi sử dụng và giữ lạnh sau khi mở nắp và tránh ánh sáng trực tiếp, tại vì mấy chị biết đây là có cái nó có cái chất béo đó mấy chị, thành ra khi mình mở ra có nhiều chai á, nó mình thấy cái màng béo ở trên đó là béo có tự nhiên của những cái trái cây hồi nãy mình giải thích cho các chị đó. Lipocaratin của nó là bảo vệ cái một cái fatty acid, chất béo trong đó, acid béo, nên mình cần phải bảo quản nó ở trong cái chỗ lạnh sau khi mở nắp, và không có cái chất mà người ta gọi là bảo quản thức ăn ở trong đó, đó preservative đó, thì cho nên khi cảnh càng mình nó rất là dễ bị hư nếu để ở phía ngoài và mình cần phải mở nắp ra rồi, nên chị phải bỏ vào trong cái trong tủ lạnh. Và hồi xưa thì Hà cũng có nghe là nói tủ lạnh nhiều khi có đèn là gì đó, nhưng mà đóng cửa thì hết đèn đâu có sao đâu. Nhưng mà cũng có nhiều người kỹ lấy giấy bạc họ bọc chung quanh, giấy bạc đó để bọc chung quanh cái chai gớt để họ tránh cái ánh sáng, để họ giữ cái ở trong cái chất béo ở trong đó. Ok rồi, như vậy thì Hà đã đi qua cái quy trình cũng giống như là nói về cái hay của nước gớt. Hà không có muốn nói nhiều ở đây nữa, chỉ mà mong muốn là làm cho các anh chị làm sao mà sử dụng được nhiều, thì cái vấn đề mà chương trình của công ty làm sao bán hàng trực tiếp, mình uống mình thích mình chia sẻ cho người bạn của mình, chỉ có thế thôi. Và mình cũng nên bảo vệ cơ thể của mình tối đa bằng cách uống với Lipac, tại vì Lipac là căn bản vitamin tổng hợp, và mình uống thêm một shot nước gấc nữa chừng khoảng cái chung, mỗi ngày thì chị với chị uống chừng ba cái chung rượu, cái chung rượu nhỏ nhỏ mình thấy hay để đồ cúng ông địa gì đó. Đó cái chung đó là vừa xít mít đó, mình tính ra là một chung vậy là 30 ml, thì mình uống nếu mà uống được 90 thì tốt. Ok rồi Minh ơi, Dạ, cô Hà xong. dạ tuyệt vời quá, cảm ơn cô Hà. Cũng hôm nay cũng nhờ cô Hà chia sẻ, thật sự là em cảm nhận được là mình đang sở hữu một cái thứ gì đó rất là quý giá. Bây giờ phải cầm chai gấc, phải nâng niu từng ly từng tí mới được, là không ngờ là nó Đúng rồi, dạ quá tuyệt vời quá nó ha. đó là giá trị dinh dưỡng của nó quá cao, và cái công dụng của nó mà nó rất là khoa học, chứ mình không có phải nói giống như là, tại vì mỗi cái nghiên cứu là đã bỏ ra 3 năm để nghiên cứu, để mình bỏ vô những cái hợp chất ở trong này, thấy không? Không phải là dễ. Và trước đó là đã bao nhiêu người nghiên cứu 2.000 năm, mình ở trong Trung Quốc thì lấy những cái bài viết ra, họ nghiên cứu rồi họ thử đi thử lại, rồi cuối cùng họ mới công nhận và đồng ý, tất cả 75 khoa học gia đồng ý, ok, cho ra đời chai nước gớt. Không Wow. phải dễ đâu anh chị, Dạ. không phải dễ đâu anh chị, tại vì nếu mà anh chị nào mà về công ty một lần mà nói chuyện với khoa học gia đó,
mình thấy ASOS Youth chẳng hạn, tự nhiên cái mình thấy bùng cái có này mới đây sao? Không, thật sự ra là 2010 lúc mà biết về gene expression, tìm ra cụm gene là người ta đã bắt đầu đi tìm rồi, và người ta thử đi thử lại, thử đi thử lại tới 3 năm về trước thì người ta mới tuyên bố là sắp sửa có, đúng không? Và 3 năm sau người ta mới có, chứ không phải là nói là một số một chiều. Và cái công trình gen này là hơn 35 năm của Lysen Technology, mình thấy là tổng chung lại là cũng phải gần 35 năm mới ra cái ASOS Youth, đúng không? Dạ. Bây giờ tới cái bước mình tính ra là 3 năm là mà là mới là tạm thời để bỏ chung với nhau, nhưng mà những cái nghiên cứu của từng cái nhóm một cũng là từng hơn 2.000 năm và những cái mấy chục năm trước rồi, đúng không? Dạ đúng rồi cô. Thực sự là mới vô mình nghe cái chai gất á, mình tưởng là gất ở Việt Nam thôi. Nhiều người nói gất ở ngoài đầy mà cứ việc ăn gất uống gất thì sẽ tốt thôi. Nhưng mà nếu mà sau cái bài này á, mình thấy không những gất mà còn pha trộn với nhiều trái cây quý hiếm khác trên thế giới nữa, nên tạo ra một cái sản phẩm rất là độc quyền, độc đáo, đúng không cô? Thảo nào nhiều người uống gất xong họ có thấy cái thể lực của họ khác hẳn liền. Như bà ngoại của em cũng gần 90 rồi, uống vô cải thiện rất là nhiều. Nhất là mỗi lần bị huyết áp lên hoặc xuống á cô. Như bà em cũng hỏi tại sao là bà mày lên huyết áp cũng cho uống nước gất, mà tại sao xuống áp cũng cho uống nước gất, nhưng mà lần nào uống cũng cân bằng lại hết. Cho nên cũng nay cũng nhờ cô trình bày mới hiểu tại sao là nước gất giúp mình cân bằng huyết áp hơn, chứ không phải lúc lên thì uống, lúc xuống thì như vậy á. Không sao hết á. Bây giờ là xong rồi. Cái gì đó, gì nào của đó, biết ở bên Việt Nam mắc lắm. Nhưng mà mình theo cái cách khoa học đó thì mình hiểu nó rõ ràng hơn. Và bây giờ hy vọng là cái bài ngày hôm nay sẽ cho các anh chị đọc lại, đọc đi đọc lại để mà trân trọng cái cặp nước gớt của mình. Ha. Dạ, mà cô Hà ơi, sẵn tiện có một câu hỏi của một cô nữa. Cô này hỏi là có ba câu hỏi. Thứ nhất á, là dùng nước gớt có bị vàng da hay không? Cái thứ hai á, bà bầu và nuôi con có uống được hay không? Và cái thứ ba đó là bệnh nhân ghép có uống được hay không? Ok, lẽ tất nhiên cái bệnh nhân ghép, câu trả lời đầu tiên hết, bệnh nhân ghép nhớ đọc lại cái bài thay ghép của cô Hà và đọc lại cái, nghe lại cái bài này. Bài này là nó tăng hệ miễn dịch tối đa để mình không bị ung thư. Và còn ghép là sao, phải uống thuốc để hạ cái hệ miễn dịch. Thành ra là chắc chắn 100%. Mà Hà nói luôn nữa là những người thay ghép sẽ không được bao giờ, đừng bao giờ cho họ uống dòng của Phật Manexet. Dạ. Tốt hơn, mình giúp cho họ. Okay. Cái thứ hai là nước gất có vàng da không? Trả lời là không. Ok. Không có được uống nước gất. Nó không sẽ làm cho không vàng da. Tại vì cái vàng da của mình á, nó là cái này là nước gất tự nhiên. Nó là tự động mà đường lợi tiểu của mình nó sẽ thoát ra ngoài. Chứ không phải là giống như là ăn cà rốt. Mấy chị ăn thử cà rốt một tháng liền đi, mấy chị sẽ có da vàng. Tại vì sao? Trong nó họ không có lấy, đúng rồi, tại vì họ không có lấy cái màu vàng ra, cái ánh sáng vàng ra. Họ chỉ lấy vừa đủ cái thành phần carotenoid thôi, chứ nó không có để cái màu sắc ở đó vào. Thành ra cái này không có giống như là mình ăn cà rốt. Cái thứ hai, bà bầu, cái câu này rất là hay và Hà cũng nói với anh chị. Bà bầu phải từ 5 tháng bầu trở lên và cho con bú cũng uống được. Đó. Bà bầu từ 5 tháng bầu trở lên. Tại vì sao? Những cái tháng đầu cấn thai đó là cái thai đó, cái DNA theo cái nguyên tắc đó là, và Hà cũng hiểu được á, là cái DNA của cái phôi bào của mình á là mới vừa có một chữ của mình thôi, chứ chưa vào thêm một chữ của chồng nữa, đúng không? Tại vì ba của mẹ, ba của mình mà, của chồng, cái ba của người vợ và ba của người chồng nó sẽ gắn lại với nhau, đúng không? Thì lúc đó đó mình sẽ thấy rằng là không được, cái này là của ai, mà mình tăng cái hệ miễn dịch quá tối ưu thì nó sẽ đá ra, dễ xảy thai. Thành ra chờ cho tới khi mà cái đó, cái lúc mà nó đã bắt đầu tròn lên được rồi đó, tức là tháng thứ tư, tháng thứ năm đó, bởi vậy có thể siêu âm được rồi, thì cái đứa bé đó nó có mặt cơ của mình. Nếu mà ai mà nghe cái bài về cái marker, tức là cái nguyên tố kháng nguyên tố của mình, của người cha và người mẹ, cái gen đó, DNA này á, thì là của mình, thì mình sẽ giữ được, và từ đó nó sẽ giúp cho đứa con nó sẽ tốt da, và đứa bé khi sinh ra nó rất là đẹp. Wow, cảm ơn cô. Và tiếp tục chắc một số câu hỏi hơi ngắn ngắn xíu thôi, là
Hôm trước có nghe cô là nói cái bệnh vẩy nến á, trên tay là do gì và tại sao mình dùng G3 lại giảm xuống cô? Ô thì đó, hồi nãy mình có nói là tăng hệ miễn dịch đúng không? À, mà những cái cháu mà cái nước da bị Vẩy nến. eczema mà nhẹ nhẹ đó, vẩy nến đó, là những cái người đó là họ cái hệ miễn dịch của họ bị quá thấp và họ uống vô chung với Lypax, từ từ da của họ được tái thiết kế, những cái tế bào tươi được đưa ra trong con người và từ từ rồi. Vì này cái hỏi mà em bé bị nứt gấc mà ho kéo dài đó thì hình như là cô có hỏi Hà một lần rồi, Hà có trả lời đó. Cô Hà có trả lời cô Vi này một lần rồi là đi bác sĩ đi, tại vì cái vấn đề ho có đờm này nó không có liên quan gì tới nước gấc cả ha. Mình muốn tăng hệ miễn dịch cho con thì cái này là mình ăn uống tốt là tốt rồi, nhưng mà đi bác sĩ để mình chữa ngay. Nếu mà ho có đờm thì mình phải đi lấy kháng sinh để giúp cho nó dứt điểm đi, thì từ đó nó sẽ không bao giờ bị nữa. Ok Dạ rồi, rồi. như vậy thì mình đã làm xong việc của mình ha. Cảm ơn Minh rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn Minh đề nghị cái này Hà. cũng hay, lâu lâu mình cũng nên làm lại để cho mình giống như sống lại cái niềm vui tin của mình với sản phẩm trong tất cả các Dạ anh nghe rất là hay ấy, cô. em. Dạ một cái bài rất là cập nhật đầy đủ thông tin và như là nó cập nhật với cái thời thế xu hướng bây giờ nữa. Ok rồi, thì bây giờ sắp sửa có expo đó thì mấy anh chị nhớ có cái gì khuyến mãi thì nhớ khách tới là scan xong thì uống nước gấc Lipac Nano xong rồi nước gấc nha. Ok rồi, À, cảm ơn cô. ok rồi, cảm ơn Minh rất là nhiều nha, bye bye em, Rồi, chúc cô một xin ngày chào vui tất cả các vẻ. anh chị rồi.